Cả hai nhân vật nữ Trinh đều rất là thích hết, nhưng mà Trinh thì không có ngại hóa thân thành là xấu hay là ác gì hết. Nếu là một nhân vật hoàn toàn khác mình thì Trinh hoàn toàn rất là thích thú. Còn nếu như là một cô xinh đẹp kia thì nó quá giống với Trinh rồi, thì Trinh sẽ có dịp để thể hiện được thời trang nhiều hơn và xinh đẹp nhiều hơn nữa. Trinh nghĩ là anh Nam Vinh Nhân sẽ rất là tinh tế khi sẽ biết được vai nào sẽ ấn tượng với Trinh trong phim này. Xin chào độc giả của Vietnamnet. Lý do mà Nam Sito và Bảo Nhân chọn thực hiện cái dự án mối tình đầu của tôi này vì thực ra thì ban đầu mình cũng không có xem nhiều phim Hàn và mình cũng không có biết cái bộ phim gốc này, nhưng mà sau khi mà mình gặp nhà sản xuất mới bắt đầu xem bộ phim này, và sau khi xem xong thì mình cảm thấy rất hứng thú, mình thấy bộ phim rất là hay, và đặc biệt sau khi nói chuyện với nhà sản xuất thì mình cảm giác được cái tâm huyết của nhà sản xuất muốn làm một cái bộ phim thật là chỉn chu, thật là chất lượng, và làm sao để khán giả Việt Nam trở lại cái thói quen mà xem phim truyền hình như trước đây. Nghĩ thì cái khó khăn đầu tiên mà dễ nhận thấy nhất đó là cái áp lực mà mọi người sẽ so sánh với cái bản gốc. Và ngoài ra thì trong cái quá trình sản xuất thì chắc chắn là rất nhiều cái khó khăn nữa. Vì các bạn cũng biết là cái bản gốc thì cái kinh phí sản xuất một tập lên tới 7 tỷ đồng. Và phải làm sao thì mọi người mới sản xuất hết một cái con số khổng lồ như thế, trong khi ở Việt Nam mình thì kinh phí nó khiêm tốn hơn rất nhiều. Và ngoài ra thì tôi cũng nghĩ là cái khó khăn về việc Việt hóa cái kịch bản này, làm sao cho nó phù hợp với lại văn hóa, phong tục cũng như cái phong cách sống của người Việt Nam, của khán giả Việt Nam, mọi người chấp nhận được cái kịch bản này và đón nhận nó, thì đó là một cái sự khó khăn không kém. Thì các bạn cũng biết là trong các cái thể loại về phim truyền hình thì cái dòng phim chick flick, tức là cái dòng phim tâm lý, thời trang dành cho đối tượng phụ nữ trẻ, thì là một cái dòng phim rất là ăn khách. Thì Hàn Quốc rất là thành công trong cái trong những bộ phim này, các bạn có thể thấy là như là Secret Society hay là Vì Sao Đưa Anh Tới. Áp lực đầu tiên đó là vấn đề mà Việt hóa kịch bản. Cái khó ở đây giữa những chúng ta cũng không có những cái ekip ý, biên kịch để mà Việt hóa một cách chuyên nghiệp. Thường là mọi người quen với việc sáng tác, chứ mọi người lại cái việc mà lại để mà Việt hóa thì nó có những cái kỹ thuật riêng. Cái thứ hai nữa là khi mà thực hiện thì với phim truyền hình thì chúng ta đang quen làm với một cái quy trình sản xuất nó khác, ví dụ như là khoán, vì vậy cho nên là nó cũng sẽ khó mà đảm bảo được cái chất lượng, và chất lượng càng ngày càng đi xuống thì mình lại càng khó mà mời diễn viên nổi tiếng để mà tham gia phim truyền hình, bởi vì mọi người cũng sợ rằng cái chất lượng phim mà nó kém thì nó sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi. Vì vậy cho nên là rất là khó. Thì khi mà chúng tôi đặt được một cái chuẩn mà nó cao cho bộ phim này thì chúng tôi cũng mời được những diễn viên mà thực ra là đã từ lâu rồi không còn đóng phim truyền hình nữa, để mà chuyển sang chỉ đóng phim điện ảnh thôi, nhưng mà mọi người cũng đồng ý quay trở lại đóng phim truyền hình. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái diện mạo là những cái bối cảnh mà hết sức đặc trưng của Việt Nam, như là những cái cảnh đẹp mà đặc trưng của Sài Gòn, như là những chung cư cũ trong hè, rồi những cái xe hủ tiếu, những cái tiệm bán bông, những tiệm tạp hóa, những cái bối cảnh hết sức là đời sống và quen thuộc của Sài Gòn. Phim cũng sẽ quay ở những cái bối cảnh lớn nổi tiếng của Việt Nam như là Đà Lạt, nhưng mà chúng tôi sẽ tìm, tôi có nói đùa với đoàn phim là giống như các bạn phải tìm làm sao một cái mới trong một cái chốn mà xưa cũ. Một cái bối cảnh lớn thứ ba đấy là biển của Việt Nam vô cùng đẹp mà rất ít được xuất hiện trong phim truyền hình. Không của Mỹ cũng phải bay sang đây để quay Hạ Long thì không có lý gì chúng ta lại không có những cái cảnh đẹp của về biển ở Đà Nẵng tại trong bộ phim này. Thì đó là những cái mà đấy là những cái nội dung hết sức là Việt Nam cho bộ phim.